bây giờ rưỡi. Lên thành phẩm là được dĩa tạt ông gói bánh tráng đây, bánh tráng đây. Chào anh Kên, ngon quá các bạn ơi. Rồi coi cái mặt quá cái mặt trên tàu má luôn các bạn ơi. Chào anh em nha. Bữa nay sửa soạn vô bắt ổn mặt trong đây nè. Ổn mặt trong cái cây này nè. Nãy giờ một chút mình bắt xong mình mới quay là được chứ giờ trong này bịch quá. Không? Đúng không? Đúng rồi. Bắt xong cái mình mới máy được. Ăn cho no cái vô bắt. Ừ. Ăn cho mình. Đó, ô ông này đó. Em đang xa quá, thấy rõ, bịch quá. Đó. Ông bự lắm. Bàn nó được cái lớn. Hử? Đi ăn rồi mình. Hả? Bây giờ. Ừ. Nè, vô bắt đầu đường vô đó. Nè ơi, bắt đầu vô mình xử nha. Cầm vú. Vô qua nhà đó. Qua nhà hỏi. Đó. Gần gặp nhiệt đế đây, có anh em tôi đây. Đi vòng bản đi. Không có tàn ba rồi mình cũng bắt luôn phải không? Bắt luôn lỡ chơi rồi. Đó, thọt chỗ hán cha. Bây giờ bục tới đây. Sao quán đuốc này chưa cháy nữa cha? Nên cháy cái đuốc rồi. Rồi hư luôn. Đang đốt đốt có sự cố, mong quý vị thứ lỗi. Cái đốt mà cháy, cái đốt mà cháy hết. Quấn đốt cái con cặc người ta ơi. Kết bỏ nước cho nó tắt bớt đi. Tắt rồi hết đốt. Cây này cây gì em kết? Cây đang đóng là cây gì? Điều. Ủa cái này không quay trực tiếp trên mạng luôn hả? Bây giờ bé về phát rồi. Quá trời khói luôn rồi. Trời ơi. Công ty cháy. Trời ơi chịu. Hết đúng rồi ạ. Rồi tắt được rồi, em kết làm tắt được rồi. Quá được khỏi rồi. Có đường lên cho chịu. Rồi ôm đi. Á à, cũng kết, muốn hết khói luôn rồi ơi.
là trời, hút 90, chết mẹ nó bay tua kìa. Chị cái gì chị đâu, cứ cầm chứ. Có tàn chặt có mặt gì đâu chịu. Tàn không luôn. À dở rồi. Dạ. 4 năm mũi. Thấy sao chị chụp được không biết. Để vô. Bán luôn đi. Nè, chụp được đó nha. Hay quá sao chịu ơi. Sao nó luôn. Ừ. Tại ở đây không có mặt hay sao chứ. Không phải, có nữa, chừng nữa mặt dữ lắm à. Thấy chưa không? Nó chưa có bự. Miếng. Chưa có con. Nè, dính lại cây gai nè. Đó hả? Làm gì gung chịu. Mệt á. Cục ổ nhiều xíu à. Nè, ăn cái nè. Má ông này dữ thiệt. Tao mới đưa đuốc lên nữa quay xuống tao chích tao 4 mũi rồi. Má nó bù 5 số con mày chỗ kia cái giờ tóc mà lửa được. Xe. Sao ông? Quá trời mệt rồi anh em ơi. Tàn nó là có ăn đủ đó. Tàn nhưng mà tới không có mật. Có nhiều mật rồi. Vũ này cho mật nó nhẹ nhiễu xuống banh cái rồi. Sao chịu té ăn cái luôn. Té gớt đó chứ. Tàn ngon tàn gì nướng. Cái này mật này liếm luôn. Ngọt hả? Ngọt. Ngày nước không hay mật? Nước mật á. Mật đó nước đâu. Nước cây. Cầm cái nó gớt ập đầu nè. Ngon ngon ngon, tao đủ má mà đậu cháy quá rồi cháy, hồi hết cháy. Thưởng thức đi, thưởng thức mặt ngon đi. Ê, cái này không có con gì như nước tao tắt chưa, nước tao rồi. Tắt rồi. Mấy đậu. Chấm nút nút vậy nè. Đụng mẹ nó chui vô trong áo rồi á. Đi ra còn bu không mấy con, chứ không giết nó hay sao á. Cái gì nào? Anh mấy mũi? 4 năm mũi vậy. Em hết 2 mũi. Có thạch vũ nè. Đủ má hên. Má, má đi mới chơi, nó còn bay đây nè. Tảo đầy bình thẳng bơm húng ra ngoài. Chính bây giờ đây. Lên là thành phẩm. Thành phẩm là được dĩa. Tạ ông gói bánh tráng. Đây. Bánh tráng đây. Chào anh kênh. Ngon quá các bạn ơi. Rồi coi coi cái mặt. Quá cái mặt trên tàu má luôn các bạn ơi. Mặt ông làm nước mắm chấm luôn nè. Cái nước mắm này. Cái này là bánh tráng. Thêm một cái dĩa này là cuốn lá mướp và nước hương. Cái nó mướp hương thơm. Dao. Thơm. Nó xì lên. Cho mướp xì gì? Ừ. Không sợ. Mày mấy anh em cả nhà dùng thưởng thức ông cuốn bánh tráng nha. À. Ngờ giống Linh. Sao thưởng thức sao im không, nãy có bỏ ong vô chưa? Rồi không bỏ ong nghèo béo béo không hết tiếng rồi. Má cắn đầu sữa thật sự đó. Tan chảy trong miệng hả?
Đi ba thằng mà nó đánh ở đây thằng, còn có một thằng đó nó không đánh cái nào vậy. Đúng là không. Rồi kêu nó cầm thổi quay, nó quay trên trời đất hỡi không. Thử tao cuốn mày cả nhà ăn ông cuốn bánh tráng nha. Đây bởi một hình đó. Bỏ cái ra lại. Bữa nó béo. Ăn ăn cái này bị nó đánh mấy cái cũng đáng hả? Điển đi. Cho quýnh mấy cái cũng đáng.